Nhất khỏi chính trên mưa nóng phù màu sơ thinh thập đồng quán xuân quý họ cần nó thân khỏi du bường thái kha mời mà cô khỏi du bường khoa kha mới lót tóc tin sân tàng cái ti ấy luôn qua mà sông mương ấy cơn tì này tí này mi phải xây khoang ơi ta tí này mi lô ơi loạn tôn thấp bao giờ con cầu óc ấy ơi mà tua khỏi xa xăm quá ta cơi nàng mi viết lăng ấp ở lọt mà xanh khay tu hứ qua nở làng tua khỏi mà thôi nó chính chén mưa đó quân nào quân này thương thầy lão sao thương lao lực nữ người lanh chăng ta cứ người lư bóng ta cần chào lu kha cần bấu cần sâu lu kha cần đây lu kha cần tàng quay ma lọt ra chia khỏi tâm phó bấu thông tàng phật ra chia thân họ hàng mà thôi thôi đó phu mẫu thơ thỉnh tôn sơn quỳ ho sơn quỳ chứng đổi thì ba mẹ phu mẫu tô đường gần cơn hơi khói sầu khải tù mơ tay ít ra nhất môn hoa đến mình đành tiếp ra đây nọ dạ đây dạ chăm bay à ngăn mi nữ đừng ngăn tài nữ chăm bên tài nữ tài à mi nữ tài à mi nữ mấy chú khơi chơi này à lối thì cảm nhau khơi nhau quen đấy ẩu à mấy luôn nó đại chứ chính trên mưa nó cất tiếng gọi sợ phê tân hư lo kỳ tư ngày văn xưa cân chấp chưa em mưa năm bắc nông tây bần con nhân mê tin bay tin tiểu lờ đêm mà cô ghé thông mơ tìm thong khỏi đinh ngô nhân nai sứ từ phúc ba lễ cô ghé lý lại có mẹ bầu ở sai bắt thêm thích ma kỳ dốc chướng đàn khay cua qua làng tôi khỏi mà hơi lo chính chén mờ nó khỏi chén mờ khách là đường xa người đi đâu về qua với đêm nhưng quân hồng áo quen tốt nay tham tham như qua đây từ từ nhạc em cần mà cứ tu liên công khơi nổi mà cười đứng ở đây bao giờ cần bồ lô cầu bay mì tối y như cha cao khơi nào mạnh luôn
tồn khắp mỗi mương mỗi sư bằng nay về tức lữ mà thôi. Nhất thôi chỉnh chiến ngơ nó. Alo em khởi gì à? Rồi rồi thì bố mẹ phụ mẫu tô đường lên cân nó có sổ có tủ tay như đau lòng lắm chị mà đấy ơi. Tiền phòng màu thú đấy thằng đó. Hả? Ai dạ? Cảm ơn ơi, lại nữa. Dạ, coi đợi à. Coi đợi à, tại ơi. Coi mình chỉ tại thôi, chứ là đây dù có tại hết thăm đầu thăm mà. Vâng, thưa toàn thể bà con, theo như phong tục của dân tộc Tây, khi hai bên họ nhà gái và họ nhà trai thực hiện hát đối đáp giao duyên để xin dâu và đón dâu, nếu bên quan làng hát đối sai thì sẽ được mời một chén rượu. Mời ngài Diễm Phương. Đồng quán xuân quý họ cần đó. Cất tiếng khỏi xa kẻ tân ớ lo, kẻ thư này lần xưa cần chắc. Xưa anh tham nàng bắc đông ớ tây, vằn con mì tin ớ bay ơi tin kiều. Lử điếp ớ vần canh kéo thông ới tìm, thong bừa binh hôn nhân giá xu, từ phúc kê bàn cố mi ơi lại, cần kè bao hờ sai phép mới tắt, xếp hà vi chẳng chắc tú lượn, ơn cần thấy tú ngân là khỏi mà thôi nó. Kinh chén mơ nó lương mừng gần thiên quan thi tạch phơi sổ xám minh bạch thông tâm được cân đi việc đây việc lại tớ coi rằng tu ai xó xám lưu hà cần bay tàng thư pháp việc lăng mà càng bác thứ ngay hờ khơi so khấu bay tiếp lễ mà thôi hạp khơi trình chiến mưa nổ phu báo thơ thì tuân xuân quỳ hóng xuân quỳ chức đội thì bao mẹ phu báo tôi đưa lên con áo khơi sổ khạch nguồn ta khập tiền môn hậu hà đại lệ hôn nhân ra xuống đây nổ dạ đây dạ. Vỗ tay đi. Khỏi chiến trên mưa nó phú ra thấy xứ đây ở văn nhạc tác xét đầy văn nơi đây xếp với văn kha văn này nhạc tác văn kha văn mấy đây ớ lại văn nơ này văn thiên ớ khai đại đức văn này văn ngô phúc lâm ớ bồn kha hề nón ớ cớ ma lầy tàng đời xưa mua bàn án cho mà chẳng tật thế tôi là văn này nó hơi già bay hay hết tới lăng cần kê cùng phất ớ đăng đuổi nó mẹ đồ ai cùng buồn tóc cái dâu thơm của anh ạ sống khá lùng hay hoa lùng lăng
mừ cắm chúc ơ vời vang minh mông hết lượn ra bố công to mẹ mưa lượn ra đâu ra tết nơi chim còn kẻ mỹ kim nguồn gió ước quan phủ lông ơ lòn nước trắng người nào trong tận thế tái ta bò mẹ nghe công đức xiến kim đàn đài công liền lúc đầy cái tên ơi cơn tỏ lẽ tay việc quan tổ cuộc bà Diễm không rồi ta sẽ một mình mẹ đán thân khẩn lúc hay phân vân to đùng lúc hay ơi mẹ liền tính đau thầy thầy chết mẹ lo toan bằng mấy vân đau bao mì khâu theo hương ai lúc là chính mẹ du đại toàn giác lúc là chính mẹ toàn giác du ở đài nhé công đức khó lại mất mà công liền lục cài cái gián na.